Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Anh Đức Digital. Trước mặt chúng ta đây là một cái siêu phẩm mới, là một trong những sản phẩm được rất nhiều người chờ đợi và ưa thích. Flycam là một trong những phiên bản giúp cho chúng ta có thể là ghi được những hình ảnh và thước phim cực kỳ đẹp từ trên cao, mà với những chiếc máy ảnh hay là những chiếc máy quay thông thường thì không thể làm được điều đó. Và thưa các bạn, thì cái Mavic A2 là một trong những sản phẩm được rất nhiều người chờ đón, và sau một thời gian khá lâu thì bây giờ nó đã được xuất hiện. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp ra xem bên trong nó có gì nhé. Với dòng Mavic A2 này thì chúng ta sẽ có hai phiên bản, đó là phiên bản đơn và một phiên bản là combo. Và đây là Mavic A2 Fly More Combo. Là cái phiên bản này thì chúng ta sẽ nó có khác biệt gì với phiên bản đơn nhé. Chúng ta sẽ cùng xem cái bộ phụ kiện nó có bên trong. Ok. Wow, đây là một cái túi xách rất là đẹp các bạn. Xin cảm ơn nhé. Ok, mở hộp vào đây nào. Rồi, đầu tiên đây là một cái túi xách rất là đẹp, rất là phù hợp cho việc mang đi lại du lịch nhé. Và đây là cái chắc là xách ở nhà sử dụng rồi, mở xem nhé. Đây là bộ cánh này, ba bộ cánh này, có những cái không. Tiếp theo đây là ba bộ cánh này. Và đây là sách hướng dẫn sử dụng, gồm có tiếng Anh này, tiếng Trung Quốc này và rất nhiều ngôn ngữ khác. Rồi chúng ta sẽ mở hộp ra nha. Sợ bên trong cái gì đây. Rồi, đây là chiếc Flycam Mavic A2. Cầm khá là chắc tay. Các bạn thấy hiện tại đây là những cái cánh quạt được bảo vệ bằng với cái lớp mút đây, rất là chắc chắn các bạn ha. Đây, và trước cái camera này cũng có một cái khung nhựa để bảo vệ, không giữ cái gimbal này nó không bị ảnh hưởng khi vấn đề chúng ta di chuyển. Ok, tiếp tục xem có gì nào. Oops, bung ra rồi. Đây là cái hấp sạc, sạc một lúc 3 pin. Bộ nguồn dùng để sạc pin. Và đây là cái dây nguồn. Là gì đây? Và đây là những viên pin. Thì trong kia chúng ta nói là có 3 viên pin. Mình sẽ mở ra trước một viên pin xem thử nhé. Pin rất đẹp các bạn. Ok, sẽ để đây. Một viên này, hai viên này, viên thứ ba nằm trên máy rồi. Đây các bạn, thứ ba nằm trên này rồi. Tiếp theo, một cái remote, bộ điều khiển. Đợt này mình thấy bộ điều khiển nó khá là to. Còn trông có đẹp hay không thì chúng ta sẽ cùng xem nhé. Ok, bật nó xuống nào. Wow, rất đẹp. Đây là một chiếc điều khiển rất đẹp. Các bạn có thể đây kẹp cái điện thoại của mình vào. Hình như cái này chắc cho điện thoại to thoải mái các bạn. Ok, ta sẽ cùng tiếp tục xem bên trong còn gì nữa nhé. Để đây cho đẹp nào. Đây, trong này chắc là còn cái đây. Đây, đây các bạn, đây là mình nghĩ đây là bộ filter ND. Đây, filter ND rất đẹp. Đây là một cái đốt sạc, mình có thể sạc ngoài, mình có thể cắm sạc dự phòng để sạc cái này được. Đây, để lại nhé. Và đây là các loại dây cáp. Loại dây cáp nhằm micro USB, dây cáp chuẩn Type-C và thêm một dây cáp Lightning nữa. Thì dây cáp Lightning này là đang để trực tiếp trên này luôn rồi. Đây các bạn,
cáp lightning là cắm trực tiếp trên này, mình có thể tháo ra tùy theo cái thiết bị mình sử dụng, mình sử dụng dây cáp cho nó phù hợp. Thì bên DJI đã chuẩn bị khá là đầy đủ cho dây cáp, mà mình đánh giá cái chất lượng của dây cáp là tốt, rất là chắc chắn và cứng cáp. Rồi còn đây là một cái cổng cắm để lấy dữ liệu ra thì chúng ta cắm vào máy tính những thiết bị khác chuẩn taxi nhé. Ok, và chúng ta đã cùng điểm qua hết tất cả những thiết bị và những phụ kiện có bên trong chiếc hộp Mavic Air 2 Combo này rồi. Ok, và tiếp đến Thanh sẽ làm thêm một cái video trải nghiệm về sản phẩm Mavic Air 2 này. Nếu anh chị quan tâm thì hãy like và subscribe cho kênh YouTube Anh Đức Digital. Xin chào và hẹn gặp lại.